Cây tiếp theo gửi tới cho quý vị và các bạn là một cây sam hương. Đây thực ra nó là một rừng sam hương. Một rừng sam hương được các bác thợ là có những cái đá, đá này là đá ong. Cái này là thuần trên cái chậu này rất là lâu rồi nhé. Đây là dòng sam hương Indo, da đỏ. Sam hương Indo ấy hả em? Sam hương Indo quý vị ạ. Em đo qua kích thước nhé. Rồi ok. Hiện tại là cao, tiểu cành cao khoảng 45 từ cao mặt chậu. 45. Tổng toàn cây nó khoảng tầm 85. Cây đang nằm trên cái chậu 70, 72 gì. Em đo qua cái cây to nhất nhé. Vị trí hoành em đang đo thì nó khoảng tầm 13. 13 là cây to nhất này. Hoành 13 này. Đây quý vị này. Cây to nhất là 13. Được, đây ngón tay cái em này. Nó to bằng hai ngón tay. Ba ngón tay thì to thế. Được, cái phần dưới này phải ba ngón tay. Đây quý vị ạ. Đấy, một rừng sam hương nhá. Cây, những cây sam hương này rất là già rồi. Nó nổi mụn cóc lên trên da rồi. Cái này để trên chậu này lâu lắm mình dễ nó ăn chán cái này mặt chậu. Ghép tiểu cảnh trên những cái khối đá không? Đây quý vị. Quý vị ngắm thật kỹ nhá. Tôi quay phải nói là quá kỹ đấy. Nét căng luôn đấy. Đó. Đây những cái viên đá ong đây. Các bác cái họa vào tạo thành một cái bộ tiểu cảnh trông rất là đẹp. Rồi, cái này vườn em giao lưu bao nhiêu tiền hả Linh ạ? Cái này em giao lưu tại vườn mình giá là 9.500.000. Giao lưu tại vườn là 9.500.000 quý vị ạ. Đấy. Quý vị liên hệ em Linh. Rồi, một tiểu cảnh sam hương rất là đẹp. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Cây tiếp theo xin gửi tới cho quý vị và các bạn là một cây nguyệt quế. Cái này thường dòng lá xoắn bông chùm nên rất là già, là cái lối trực bài. Vâng, các anh em làm theo lối trực bài nha quý vị nhé. Làm theo chuẩn của bonsai thế giới đấy. Em xoay to một vòng. Rồi, từ từ thôi nhá Linh nhá, cứ quay từ từ thôi. Đây, bạn đi quay cho quý vị và các bạn xem một vòng. Đấy, cây được trồng trên một cái chậu xi măng. Rồi. Ở đây chậu xi măng luôn. Đây chậu xi măng. Bây giờ em mình sẽ đo thông số cho quý vị và các bạn. Cây nguyệt quế già lắm. Cao cây này hiện tại là cao 60. Cao từ mặt chậu lên là 60. Tổng tàn là đang là 75. Tàn cao 75, rộng ngang 75. Tán rộng 75 nhá. Vị trí em đang đo đây là tầm 32. Đâu, từ từ. Đây. Chỗ này 32. 32 nha quý vị nhá. Chỗ này 32 cái eo chỗ, eo nhỏ này. Ừ, chỗ bạn đi đo đấy. Em đo từ cái cổ này luôn. Phần cổ này là đang là 27. Cổ 27. Trồng trên cái chậu bê tông tròn này. Chậu này chậu, đang là chậu 50. Chậu xi măng rộng 50 nha quý vị nhá. Anh quay cho em những cái đây cái tay này phải to khoảng hai ngón tay. Tay hai này rất là rõ, rất chi tiết luôn. Còn tay một này thì to hơn hai ngón tay, to hơn hai ngón tay. Có đoạn cắt chuyển cái này vẫn còn một vết sẹo đang bít này. Cái đấy thì đương nhiên chẳng tránh khỏi. Và cây này là cây kéo sẹo nhá. Có nhiều cây nó sam cứng nó không kéo, nhưng cây này đây nó có những cái vết kéo này. Nó vẫn kéo sẹo lại. Rồi ok. Cái này tương lai nó vẫn rất rõ ràng. Cái này vườn Linh giao lưu với cả khách là bao nhiêu tiền em? Cái này em giao lưu tại vườn với giá là 16 triệu ạ. 16 triệu em ấy giao lưu tại vườn. Quý vị và các bạn ưng thì alo cho... Anh Mạnh quay thêm giúp em đưa cái bệ này. Đây, anh đang quay bệ này. Thời tiết Hà Nội nó hơi nắng nóng nên em vẫn để ít bèo này. Dâu bèo cho nó giữ nước nhé. Còn cái này bệ nó rất đẹp. Đủ bệ 24 giờ luôn này. Bộ xương bóng này. Cái này cái đoạn chuyển cổ rất là đẹp. Anh quay thêm vòng bệ nữa. Cái này em giao lưu tới vườn với giá là 16 triệu nha các bác.
16 triệu nha quý vị nha. Quay sang hướng mặt tiền cây. Cây này cũng gọi là dòng lu này. Có những cái u cục này, vâng, trước và sau làm mà thay đổi về khối cái hình thân cây. Em xin phép em chuyển cái khác nhé. Rồi, 16 triệu quý vị và các bạn ưng giao lưu với cả em Linh. Vâng, cây tiếp theo gửi tới cho quý vị và các bạn là một cây mai chiếu thủy nu da đen lá lớn. Cây này thì được các anh ấy làm theo cái lối cổ này. Linh quay thật từ từ thôi nhá. Thật hết sức từ từ thôi. Đó. Rồi, ok, dừng dừng lại mặt này tí thôi. Đây, quý vị và các bạn có thể thấy. Đấy, tổng bóng hai mặt nhá. Rồi, em quay tiếp đi. Thật từ từ thôi để cho quý vị và các bạn xem cái tổng thể. Tí nữa sẽ quay chi tiết. Cây này thì về độ tuổi thì nó rất già rồi, quá già rồi. Độ già nó trùn lại những cái khối u nó xếp vào nhau. Em xin đo con kích thước cây nhá. Cây này đang cao khoảng 65. Cao 65. Chắn ngang của nó chắc khoảng 1 mét. Tàn rộng 1 mét. Cái phần eo thân em đang đo đây là khoảng tầm 43. Ok em. 43 phần eo đo. Phần cái phần vệ thì nó chảy khắp mặt chậu thì em đo về chậu luôn nhé. Cây này nó đang làm cho cái chậu 60. Chậu 60. Chậu này cũng là chậu xi măng nha quý vị nhá. Cây này gần như là hết sẹo rồi ạ. Một cây mịn. Nhát cắt này thì nó bịt kín rồi. Không còn tí sẹo nữa. Rồi, đây bây giờ tôi sẽ lại gần này, tôi quay cho quý vị và các bạn chi tiết này. Đây. Hôm nay Linh thể hiện rồi, bây giờ đến lượt tôi. Bây giờ em sẽ đây. Vết cắt này là không còn một chút sẹo nào. Múp rồi này. Đây là thực ra nó là một cây mai cổ quý vị ạ. Đấy. Đây nhát này cũng không còn nhiều sợ. Phải chia sẻ với quý vị rằng là nhiều anh em muốn là phá cái này đi để làm lại đấy, nhưng mà vì là tiếc để quý vị và các bạn thấy này, người ta bao nhiêu năm trời người ta mới mít được cái vết thu vết hạ kia, và bây giờ mà lại hạ nữa và lại cắt làm lại thì phải nói là lâu lắm. Cái này vết này thì nó vết cắt hơi lớn nên nó còn một tí, nó to hơn thì ngón trỏ một chút đấy, chỉ còn một chút đấy nữa thôi. Rồi, đây cả một cái vết to đùng này. Đây cho tôi quay cho quý vị và các bạn nhìn này. Mục sở thị này. Đó. Tại vì cây này nó là một cây mai cổ mà. Mà bây giờ mà phá đi làm lại từ đầu thì tiếc. Tiếc hùi hụi. Cứ để này chơi thôi. Cái dòng lá lớn này thì nó sẽ kéo sẹo rất là nhanh nhá. Nhưng ở đây nó còn một cái vết sẹo dễ này. Nhưng mà mình chơi vừa chơi nó sẽ vừa kéo thêm. Lá lớn nó kéo sẹo rất là nhanh. Các bác không cần phải lo những cái vết đó ấy. Nó săn cứng cái đoạn này. Đấy. Cái này vườn mình giao lưu bao nhiêu tiền hả Linh à? Cái này em giao lưu tại vườn với giá là 16 triệu. 16 triệu, ui dồi ôi. Giật mình luôn đấy quý vị ạ. Một cái cây như thế này mà chỉ có 16 triệu thì quý vị và các bạn nhanh tay đi, không còn cơ hội để đấy đâu. Không có cơ hội để mua rẻ hơn. Cái này bộ răng ngọn. Không vườn nào rẻ hơn vườn của Linh đâu. Bộ răng ngọn này nó cũng ấy lắm này. Rồi, 16 triệu tại vườn nhá quý vị nhá. Quý vị và các bạn liên hệ em Linh nhá. Tuyệt vời đấy. Cái này vừa chơi là bộ răng của nó sẽ dày hơn. Một cây mai cổ. Rồi, cảm ơn Linh rất là nhiều. Em xin cảm ơn các bác nhé. Rồi. Đây là cây của cô trong clip này. Rồi, cảm ơn em.